Các triệu chứng dễ bị bỏ qua của ung thư dạ dày. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Ung thư dạ dày có nhiều triệu chứng tiêu hóa dễ bị nhầm với các bệnh lý khác. Bạn có biết triệu chứng của ung thư dạ dày có thể bao gồm ợ hơi nhiều? Ung thư dạ dày có nhiều dấu hiệu và thường bị nhầm lẫn với tình trạng khó tiêu thông thường hoặc không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, loại ung thư này có thể để lại hậu quả nặng nề. Dưới đây là các triệu chứng phổ biến nhất của ung thư dạ dày và điều bạn phải làm nếu phát hiện ra các dấu hiệu cảnh báo sớm. Ung thư dạ dày gặp ở cả hai giới nhưng phổ biến ở đàn ông hơn. Một nửa số người được chẩn đoán mắc bệnh trên 75 tuổi, bệnh đứng thứ 3 trong các loại ung thư thường gặp, có thể phòng ngừa, nhận biết sớm và điều trị hiệu quả nếu ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, các triệu chứng dễ bị bỏ qua vì chúng giống các bệnh lý khác nhẹ hơn. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, nhiều biểu hiện của loại ung thư trên liên quan đến tiêu hóa, đó là ợ chua hoặc trào ngược axit, gặp vấn đề khi nuốt, khó nuốt, cảm thấy ốm mệt, các triệu chứng khó tiêu chẳng hạn như ợ hơi nhiều, cảm thấy no rất nhanh khi ăn. Các triệu chứng khác tác động tới sức khỏe tổng thể bao gồm ăn không ngon, giảm cân không lý do, có khối u ở bụng, đau bụng trên, cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức. Một số người mắc bệnh tiêu hóa trào ngược dạ dày thực quản cũng thường gặp những triệu chứng như trên. Nhưng nếu bạn nhận thấy các biểu hiện ngày càng trầm trọng, bạn nên đi khám. Điều đặc biệt quan trọng, phải cẩn thận nếu bạn thuộc đối tượng nguy cơ là nam giới cao tuổi. Khi bạn đi khám dạ dày, bác sĩ sẽ tiến hành siêu âm, kiểm tra xem có khối u nào không. Họ sẽ hỏi các triệu chứng, bạn hãy trả lời chi tiết hết mức, đừng cảm thấy xấu hổ. Bạn có thể được yêu cầu lấy mẫu máu, nước tiểu. Việc ghi chú lại các triệu chứng trước đó có thể hữu ích, theo dõi thời điểm bắt đầu, có tiến triển nặng hơn hay không. Ung thư dạ dày có thể chữa trị bằng phẫu thuật, xạ trị, hóa trị. Sau đó bệnh nhân phải đi tái khám 3 tháng một lần. Các xét nghiệm bao gồm khám lâm sàng, xét nghiệm máu, nội soi dạ dày, siêu âm ổ bụng hay cắt lớp vi tính. Để phòng tránh bệnh, mọi người nên có chế độ sinh hoạt điều độ, duy trì cân nặng phù hợp, tập luyện thể thao, hạn chế bia rượu. Ngoài ra, người có các vấn đề về dạ dày, viêm có khối u lành cũng cần điều trị dứt điểm. Đi kiểm tra tầm soát nếu gia đình có người bị ung thư liên quan đến đường tiêu hóa.